sân khấu chương trình nghệ thuật kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố hoàn thành đưa vào sử dụng quảng trường trung tâm thành phố Uông Bí, được thiết kế ấn tượng, lung linh sắc màu, lấy đài phun nước nghệ thuật làm phông nền, mang lại hiệu ứng sôi động. Đặc biệt tại sự kiện này, ngay trong không gian hiện đại của quảng trường mới, lần đầu tiên người dân Uông Bí được trải nghiệm những hoạt động âm nhạc, thể thao, ẩm thực đường phố sôi động như biểu diễn nhạc cụ, yoga, aerobic, khiêu vũ, thưởng thức các món ăn đặc trưng của nhà hàng trên địa bàn. Rất là vui ạ, tại vì là hôm nay đông hơn thường ngày ạ. Em muốn là quảng trường có nhiều hoạt động để cho mọi người có thể tham gia và hòa mình vào và tạo những bầu không khí vui như này ạ. Mọi người đến đây rất là hân hoan và phấn khởi. Thành phố Uông Bí thực sự đang rất trẻ, đang rất là phát triển. Tôi nghĩ theo hướng này thì thành phố sẽ ngày càng trẻ trung và năng động hơn rất nhiều. Quảng trường 25 tháng 2 hoàn thành sau gần 5 tháng thi công. Công trình do Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ thành phố đầu tư với kinh phí trên 37,7 tỷ đồng trích từ quỹ phúc lợi của ngành. Công trình có tổng diện tích sử dụng trên 15.000 m², chiều rộng 83m, chiều dài 182m, lớn hơn nhiều lần so với quảng trường cũ, sức chứa cùng lúc lên tới 10.000 người. Công trình ứng dụng các vật liệu thân thiện, hài hòa với thiên nhiên, kết cấu nhẹ, hiện đại, khỏe khoắn nhưng vẫn tạo được ấn tượng thẩm mỹ. Hệ thống điện chiếu sáng, các công trình phụ trợ được thiết kế hiện đại, thuận tiện cho tổ chức các hoạt động quy mô lớn, sinh hoạt cộng đồng. Khu vực quảng trường bao gồm phố đi bộ, các không gian cây xanh, đài phun nước tạo cảnh quan, đảm bảo kết nối với những công trình công cộng đã có như sân vận động, hồ sinh thái, biểu tượng thành phố. Nhờ đó, công trình không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện lớn về văn hóa chính trị, là khu vui chơi công cộng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao, giao lưu văn hóa của nhân dân. Công trình còn tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan, thu hút khách tham quan nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thương mại và dịch vụ của thành phố trẻ. Rất là mong thành phố mình sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện như này nữa để quảng bá được cái du lịch của thành phố mình đến với cả nhiều người hơn nữa và người nước ngoài để thành phố mình sẽ phát triển rất là vững mạnh. Đối với nhu cầu nâng cấp hạ tầng đô thị hiện nay, quảng trường 25 tháng 2 góp phần quan trọng hình thành một khu vực xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với hoạt động của khu trung tâm thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Công trình cũng góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của Uông Bí theo hướng hiện đại, xứng tầm đô thị loại 2. Và đề nghị quý vị chúng ta cùng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sự kiện ý nghĩa này.